trời dâng hiến dâng lời, mẹ sống giữa gian lao vì đất nước hy sinh cả cuộc đời. Nhìn mái tóc mẹ bà phơ và ánh mắt mẹ như mơ, là biết mây chờ mong mỏi mòn từng đứa con ra đi không bao giờ trở lại. Chỉ câu hát ru con bên nôi, chỉ câu hát cuộc đời mẹ ru là trẻ mãi. Dấu tím đỏ đôi xin chân bước
bước đi xa lòng còn để lại quê hương anh đây, ngỡ quê hương mình. Nguyện vía xuân lời anh nói thiết tha, theo ngọn gió bay xa như khúc ca rụng rã, hơi thung trong lòng tôi tiến quân trên đường dài. Đường hành quân qua núi cao vực sâu, tôi đi hờn cằm sôi trong máu. Nguyện vía xuân trận địa khắp nơi nơi, anh lại đứng bên tôi nhằm quân thù.
đoàn bộ binh 309. Từ đó, ngày 13 tháng 3 hàng năm chính thức trở thành ngày truyền thống của sư đoàn. Ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 339 quyết định tổ chức ngày họp truyền thống lần thứ 15 và lễ kỷ niệm 35 năm tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra. Thanh Hóa vinh dự được cấp trên giao nhiệm vụ tổ chức lễ kỷ niệm thành lập sư đoàn, được sự giúp đỡ của Bộ nhân tình, của lãnh đạo tỉnh, Bộ chỉ quân sự, Bộ hội cựu chiến binh và các ban ngành của tỉnh Thanh Hóa. Ban liên lạc sư đoàn 359 long trọng tổ chức ngày họp truyền thống lần thứ 15 và lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập sư đoàn tại thành phố Thanh Hóa anh hùng, xinh đẹp, giàu truyền thống lịch sử cách mạng, văn hóa và nồng nàn với khách, trong không khí đậm đà hương sắc mừng xuân, mừng đảng, mừng đất nước đổi mới, ấm áp tình người, thiêng liêng nghĩa tình đồng đội, tình cảm bạn kết đấu giữa những người lính năm xưa. Buổi họp mặt truyền thống lần này là dịp để cán bộ chiến sĩ sư đoàn 339 thể hiện tấm lòng tri ân các đồng đội đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, cùng nhau ôn lại tôn vinh lịch sử truyền thống hào hùng của chiến, đồng thời tạo điều kiện để đông đảo cán bộ chiến sĩ sư đoàn qua các thời kỳ được gặp nhau, động viên, thăm hỏi, an ủi, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Đặc biệt đối với các đồng chí thương binh, bệnh binh nặng, thân nhân gia đình liệt sĩ, đây là dịp để thể hiện những nghĩa cử thiêng liêng cao đẹp, những tấm lòng nghĩa tình đồng đội sâu nặng đối với những người bạn chiến đấu năm xưa đã từng một thời chia sẻ lửa đạn, không tiếc máu xương tính mạng của mình nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ đồng chí đồng đội, giao lưu tình cảm bạn chiến đấu giữa những người lính sư đoàn. Kính thưa các đồng chí, thưa các đại biểu, đến dự buổi lễ kỷ niệm tập thể này, ban tổ chức cũng vinh dự và trân trọng giới thiệu với các đồng chí lãnh đạo và tất cả các đoàn đại biểu như sau. Giới thiệu nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Việt Nam đã phê duyệt. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đinh Kiên Phong, phó bí thư trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thanh Hóa phê duyệt. Phó Văn Việt, bí thư đảng ủy, chính ủy quân khu. Thứ hai là đồng chí Đặng Tổng Quân, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa cũng đến. Thứ ba là đồng chí Phan Xuân Thi, trưởng đoàn đại biểu cựu chiến binh sư đoàn 339 ở phía Nam cũng tới dự. Thứ tư là đoàn đại biểu sư đoàn 4, đại biểu sư đoàn 4 tại thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Quang Thắng là trưởng đoàn. Đến dự lễ kỷ niệm còn có 13 thân nhân đại diện cho gia đình liệt sĩ và thương binh nặng. Trân trọng giới thiệu những cán bộ chiến sĩ của chúng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế vẻ vang cũng được hội tụ trong cuốn sử vàng truyền thống của sư đoàn, của những người đã từng góp công làm nhiệm vụ quốc tế cũng được hội tụ trong cuốn. Và các đồng chí chỉ huy sư đoàn qua các thế hệ đồng mặt để sư đoàn hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ lịch sử của sư đoàn. Sự có mặt quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí chúc mừng buổi lễ thành công tốt đẹp. Tuyên bố khai mạc ngày họp truyền thống 15 và ngày lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập sư đoàn 339 đặc công của phía Bắc. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí chúc mừng buổi lễ thành công tốt đẹp. Mời cháu Nguyễn Thị Hội, con gái liệt sĩ Nguyễn Cam Thế đến từ xã Quy Lộc, huyện Yên Định, thành phố.
Thanh Hóa lên phát biểu. Cảm nhận xin mời cháu. Quý vị đại biểu, các vị khách quý, tên con là Nguyễn Thị Hội, sinh năm 1978, là con gái độc nhất của hiệp sĩ Nguyễn Cao Thế, hy sinh ngày 19 tháng 2 năm 1979, đã hy sinh cho quân tình tham gia làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia. Con đến từ xã Quy Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Thật vinh dự và tự hào khi con được về dự lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập sư đoàn. Đặc biệt, con rất vui mừng được đại diện cho thân nhân gia đình liệt sĩ và các đồng chí thương binh nặng được nhận quà của Ban Liên lạc Cựu chiến binh sư đoàn 339. Trước khi con trình bày lời cảm tưởng của mình trong buổi lễ trang trọng này, cho phép con xin được gửi tới nhận lời các anh hùng, các quý vị đại biểu, khách quý cùng đoàn thể cán bộ chiến sĩ sư đoàn 339 lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, trải qua hai cuộc chiến tranh thần thánh, trường kỳ, gian khổ của dân tộc, đã có biết bao người mẹ tiễn con, vợ tiễn chồng, con tiễn cha lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế giành lại độc lập tự do cho dân tộc, vì bình yên cho con lạc cháu hồng đất Việt được trường tồn mãi mãi. Phải trong chiến thắng vinh quang đó, có những người lính không bao giờ còn được trở về với người thân yêu của mình nữa. Máu của họ đã đổ xuống vì màu xanh của hòa bình và thoát sự tiến bộ của nhân loại. Trong niềm đau thương đó, đối với con là giọt máu duy nhất của anh hùng liệt sĩ, niềm khao khát mơ ước được gọi tiếng cha mãi mãi không bao giờ phai nhạt trong ý nghĩ và tâm tưởng của con và có loài như vậy. Cha con hy sinh khi con vừa tròn 3 tháng tuổi. Điều có thiệt thòi đối với tình cảm cha con đó là con còn quá nhỏ, không đủ để được để nhận biết tình ảnh cha thân yêu của mình, và nhiều lúc con cảm thấy mình như thiếu hụt, thiệt thòi không với các bạn cùng trang lứa vô cùng. Bởi vì cha con hy sinh vì hoàn cảnh gia đình mẹ phải đi mất nữa, mọi sự nuôi dưỡng chăm sóc con đều do đôi vai gầy của bà ngoại, người có hai con trai là liệt sĩ, lại phải nuôi trong mọi vì con rể lại tiếp tục hy sinh nằm lại chiến trường. Kính thưa quý vị, đã hơn 30 năm cuộc đời con mong mong cha, đến bây giờ con có được cuộc sống như ngày hôm nay. Con vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ của sư đoàn 339, những người thân và toàn thể xã hội đã giúp đỡ con cả về tinh thần và vật chất. Để đến hôm nay, đã 13 năm con được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam và đời trở thành người cán bộ công chức. Do đó con càng cảm thấy mình tự hào vì sự hy sinh xương máu của người cha thân yêu của mình đã góp lệ mang lại sự cuộc sống bình yên cho mọi người, sự hồn vinh của đất nước. Để linh hồn ra con được bình yên nơi chính suối, con luôn tâm nguyện rằng con sẽ không ngừng học tập, lao động và công tác, góp phần nhỏ bé của mình trong công cuộc xây dựng quê hương đất nước ngày một giàu đẹp hơn, xứng đáng với kỳ vọng họ của sư đoàn 339 và là giọt máu người lính anh bộ đội cụ Hồ. Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý và các đồng chí cán bộ chiến sĩ sư đoàn 339 anh hùng, cho phép con đại diện cho thân nhân gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh này được Ban Liên lạc Cựu chiến binh sư đoàn quan tâm tặng quà trong buổi lễ trang trọng này một lời cảm tạ, một lời biết ơn sâu sắc nhất tới Đảng, Nhà nước đã thật sự quan tâm đến chúng con. Và qua đây một lần nữa cho phép con xin được kính chúc quý vị đại biểu, các vị khách quý lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc cán bộ chiến sĩ sư đoàn 339 luôn đoàn kết, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Huy Tý, đại tá nguyên chính ủy sư đoàn, lên bế mạc buổi lễ xin trân trọng kính mời. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các vị khách quý, kính thưa tất cả các đồng chí cán bộ chiến sĩ sư đoàn 339 ở khắp miền từ Thừa Thiên Huế trở ra đây. Hôm nay lễ kỷ niệm 35 năm thành lập sư đoàn, trang trọng tổ chức tại